chào tất cả các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng với Hồng Ngọc đi khám phá một dòng sản phẩm tủ lạnh đến từ thương hiệu Casper Thái Lan. Đó chính là dòng sản phẩm tủ lạnh ngăn đông dưới với mã sản phẩm là RB365VB và dung tích lên đến 325 lít. Và dòng sản phẩm này sẽ thích hợp với những gia đình có từ 3 đến 4 thành viên. Và nếu như ở trong gia đình chúng ta đông thành viên hơn, quý vị có thể tìm hiểu thông tin của những dòng sản phẩm Multidoor và Side by Side. Và kính thưa quý vị, ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào chiếc tủ này đó chính là chiều cao. Và quý vị có thể biết là chiều cao của chiếc tủ này lên đến 188cm. Và cũng khá bất tiện đối với ai có chiều cao khiêm tốn. Nhưng đổi lại thì quý vị sẽ nhận được vô số những lợi ích. Đó chính là gì nào? Chúng ta sẽ tiết kiệm được diện tích chiếm chỗ. Và bên cạnh đó quý vị sẽ đựng được những chai lọ có kích thước lớn hoặc là những chiếc nồi có kích thước to . Dòng sản phẩm tủ lạnh RB365VB này có vẻ ngoài không hào nhoáng, không bóng bẩy, nhưng bù lại thì tính ứng dụng rất cao và được tính toán rất kỹ với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Mặt cửa tủ được sử dụng chất liệu thép không rỉ, phủ màu đen nhám sang trọng, chúng ta có thể dễ dàng lau chùi vệ sinh và không bị bám dấu vân tay khi sử dụng. Và điểm đặc biệt của chiếc tủ lạnh RB365VB là ngăn đông được đặt ở phía dưới, rất phù hợp đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng ngăn mát nhiều hơn và đặc biệt là những ai đang có bệnh về cột sống hoặc là những người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai. Và cánh cửa tủ được thiết kế phẳng, bên trong là tay cầm ẩn và bảng điều khiển nhiệt độ bên ngoài. Và bảng điều khiển cảm ứng nhiệt độ bên ngoài sẽ giúp cho quý vị dễ dàng điều chỉnh được nhiệt độ của chiếc tủ lạnh. Và bên cạnh đó có thể tùy chỉnh những tính năng tiện ích của tủ lạnh như làm đông nhanh, tiết kiệm điện hoặc chế độ ngày nghỉ holiday. Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà chúng ta có thể lựa chọn thích hợp, không cần phải mở cửa tủ ra, tránh thất thoát hơi lạnh ra bên ngoài. Và nếu quý vị muốn lựa chọn nhiệt độ về âm 20 độ C cho ngăn đông, chúng ta chỉ cần thao tác chọn vào ngăn đông và sau đó điều chỉnh nhiệt độ thích hợp đến âm 20 độ C. Và tương tự như vậy, quý vị có thể lựa chọn nhiệt độ cho ngăn mát mà quý vị mong muốn, rất dễ dàng phải không nào thưa quý vị. Ngoài cài đặt nhiệt độ, chúng ta có thể truy cập nhanh và cài đặt các chế độ hoạt động của tủ lạnh như chế độ làm đông nhanh, chế độ đi vắng dài ngày holiday, chế độ tiết kiệm điện. Và với chế độ làm đông nhanh, chỉ cần nhấn nút tủ lạnh sẽ tự động hạ nhiệt độ ngăn đông về mức âm 24 độ C. Chế độ này rất thuận tiện khi bạn mới đi chợ về và cần cấp đông ngay cho thực phẩm tươi sống. Chế độ làm đông nhanh sẽ tự động ngưng sau 26 tiếng và tủ sẽ trở về cài đặt nhiệt độ trước đó. Còn với chế độ tiết kiệm điện Eco, tủ lạnh sẽ đặt nhiệt độ ngăn đông mặc định là âm 17 độ C và ngăn mát là 6 độ C. Khi gia đình bạn vắng nhà dài ngày, ví dụ như đi nghỉ mát đâu đó và không cần phải bảo quản thực phẩm tươi ở ngăn mát, chúng ta có thể nhấn nút chọn chế độ đi nghỉ holiday. Khi đó, tủ lạnh sẽ đưa nhiệt độ ngăn mát về 15 độ C và ngăn đông là âm 18 độ C. Chế độ này sẽ giúp chúng ta tiết kiệm điện năng tiêu thụ, nhưng chúng ta nên lưu ý không để thực phẩm tươi trong ngăn mát nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng Ngọc khám phá nội thất bên trong của chiếc tủ lạnh. Đây là dòng tủ lạnh ngăn đông dưới hiếm hoi trên thị trường, được trang bị hai dàn lạnh độc lập. Cấu trúc này sẽ giúp cho rau củ tươi ngon lâu hơn nhờ duy trì độ ẩm lý tưởng trong ngăn mát, hạn chế lẫn mùi tuyệt đối giữa ngăn đông và ngăn mát, điều khiển nhiệt độ của các ngăn vô cùng chính xác. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ngăn mát của chiếc tủ lạnh này nhé. Dung tích của tủ lạnh ngăn mát lên đến 226 lít và được chia thành 5 ngăn nhỏ ở bên trong. Và quý vị có thể thấy, khoảng cách giữa các ngăn rất là rộng và chúng ta có thể dễ dàng di chuyển các khay kính để đựng thực phẩm ở bên trong. Và tất cả các khay được làm bằng kính chịu lực. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm để đựng những hộp chứa thực phẩm có trọng lượng lớn. Còn đây là ngăn rau củ hoa quả rất là rộng và có thể dễ dàng kéo trượt thưa quý vị. Ngăn này hoàn toàn là một ngăn kính, sẽ giúp chúng ta duy trì được độ ẩm và bảo quản thực phẩm được tươi lâu hơn. Và đây chính là ngăn đông mềm, tính năng được rất nhiều chị em nội trợ yêu thích. Ngăn đông mềm có giải nhiệt độ từ 0 đến âm 2 độ C, nhờ vậy nó sẽ giữ được thịt cá tươi ngon và không bị đông cứng. Chúng ta có thể dễ dàng cắt thái, chế biến và nấu ăn ngay mà không mất thời gian rã đông. Bạn chỉ cần cài đặt nhiệt độ ngăn mát là 2 độ C, nhiệt độ ngăn đông mềm sẽ được đặt ở mức âm 1 đến âm 2 độ C. Ngăn đông mềm có thể bảo quản thực phẩm tươi sống từ 2 đến 3 ngày mà vẫn giữ nguyên được hương vị tươi ngon, tiết kiệm được thời gian chế biến. Phần khay trên cánh cửa tủ của ngăn mát được bố trí sắp xếp rất tinh tế
Và quý vị có thể thấy là những khay này có một khoảng cách rất hợp lý để chứa đựng những chai lọ có kích thước lớn. Khay trên cùng có nắp đậy giúp chúng ta bảo quản được các thực phẩm làm từ sữa như sữa chua, bơ, phô mai, kèm theo là một khay trứng rời. Và ở đây nhà sản xuất đã rất tinh tế khi bố trí nắp đậy mở lật từ dưới lên, giúp chúng ta có thể dễ dàng đóng mở, cất đồ vào hay lấy đồ ra. Nhiệm vụ chính của tủ lạnh vẫn là làm lạnh và bảo quản thực phẩm, nhưng thực tế vẫn có nhiều tủ lạnh có hơi lạnh không đồng đều. Và để khắc phục tình trạng này, Casper trang bị hệ thống làm lạnh đa chiều, giúp đưa luồng khí lạnh đến mọi ngóc ngách trong tủ và cánh cửa, khiến nhiệt độ trong tủ luôn được duy trì ổn định, giúp bảo quản thực phẩm được hiệu quả hơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi khám phá ngăn đông nhé. Với dung tích lên tới gần 100 lít và giải nhiệt độ rất rộng từ âm 14 đến âm 25 độ C, và ba ngăn nhỏ được thiết kế hợp kín ngăn lẫn mùi với nhau, chúng ta có thể cất trữ và dễ dàng phân loại nhiều thực phẩm. Ví dụ như, cá nhân Ngọc hay có thói quen dành một ngăn dưới để thịt và một ngăn giữa để cá và hải sản tươi sống. Ngăn trên cùng chúng ta sẽ để làm khay đá và các hộp kem. Rất nhiều tính năng tuyệt vời trên dòng sản phẩm tủ lạnh RB365VB phải không nào thưa quý vị? Nhưng đó chưa phải mà điều mà quý vị khách hàng chúng ta quan tâm nhất. Với dung tích lên đến 325 lít, vậy việc tiêu hao điện năng sẽ diễn ra như thế nào? Chiếc tủ lạnh RB365VB có công nghệ inverter tiết kiệm điện và máy nén sẽ không hoạt động theo chế độ thông thường. Công suất làm lạnh sẽ được tính theo nhiệt độ cài đặt, số lần chúng ta mở cửa và khối lượng thực phẩm ở bên trong, giúp chiếc tủ lạnh của chúng ta sẽ tiết kiệm được điện năng, vận hành êm ái và bền bỉ. Casper là thương hiệu đầu tiên đến từ Thái Lan, mang đến chính sách 1 đổi 1 trong 1 năm đầu khi sử dụng sản phẩm tủ lạnh. Và bên cạnh đó, toàn bộ máy sẽ được bảo hành lên đến 2 năm và riêng máy nén lên đến 12 năm. Kính thưa quý vị, chiếc tủ lạnh Casper RB365VB với những tính năng vô cùng hiện đại và tiết kiệm điện. Hấp dẫn phải không nào? Vậy còn chần chờ nữa quý vị không gọi ngay đến hotline 1800 6644 để tìm hiểu cho mình những thông tin cần thiết và chọn nơi nào mà quý vị gần nhất để đặt mua sản phẩm nhé.